Mới đây nhất, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiếp nhận 2 ca bệnh mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp ở hậu COVID-19 là một bé gái 10 tuổi và một bé trai 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hạ Long. Các biểu hiện của hội chứng này cụ thể như sau. Các bé bị nhiễm COVID-19 sau khoảng 2-3 tuần đã khỏi bệnh, xuất hiện sốt cao 39-40 độ, dùng thuốc hạ sốt thông thường không có chuyển biến, người mệt mỏi, ăn kém, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, đặc biệt nổi ban đỏ rải rác toàn thân, mắt đỏ, sung huyết giác mạc, phù nề bàn tay, bàn chân, nổi hạch vùng góc hàm. Các chuyên gia và bác sĩ khuyến cáo, hậu COVID ở trẻ nhỏ có nguy cơ cao để lại các di chứng nguy hiểm hơn gấp 3 lần so với người lớn. Đối với trẻ mắc hội chứng MIS-C hậu COVID-19, kết quả thăm khám cho thấy, D-dimer, ferritin, procalcitonin cao gấp hơn nhiều lần so với các chỉ số thông thường. Bạch cầu, tiểu cầu có xu hướng giảm, lúc này bệnh nhân sẽ được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống liên quan COVID-19 ở trẻ em. Ngoài những triệu chứng hậu COVID thông thường chúng ta hay gặp phải, thì tỷ lệ trẻ mắc hội chứng MIS-C là rất hiếm. Tuy nhiên, bệnh lại chuyển biến nặng có thể gây tử vong sau khi mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ. Người mắc MIS-C cần được chẩn đoán sớm và có phác đồ điều trị kịp thời, bởi loại bệnh này đòi hỏi phải có loại thuốc đặc trị tại những tuyến bệnh viện lớn. Tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, chúng tôi luôn mong muốn đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với không gian khám thân thiện, có khu vui chơi cho trẻ nhỏ, đội ngũ bác sĩ chuyên môn giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Đặc biệt, bệnh viện áp dụng bảo hiểm y tế cả đối với khám nhi giúp gia đình bạn hoàn toàn yên tâm. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, lựa chọn sáng suốt, an tâm, sống khỏe.